về gần đến bản mình rồi. Bục xe mới đau chứ. Này lấy đâu ra chỗ mà vá. Mà sao tự nhiên đang làm gì vậy? Vợ đấy. Báo cái tin mình lại được vào danh sách ứng cử của bản làng là thế nào? Giờ nghe mình tự nhiên lên làm phó thôn, đã biết có làm được hay không. Giờ đi bộ thì nghe có vẻ lâu la về đến nhà quá, trèo lên đi thì hỏng mất cái xăm. Anh Hy về rồi à? Nhưng mà sao phải muộn thế? Qua đi đến đầu hôm nay nó còn gần đến về đến bản mình bắt đầu xe lại bị thủng mới đau chứ. Mà... sao ai Hy không gửi vào đấy bảo bác ấy? Gửi vào đâu? Chỗ cánh đồng không mong quạnh đấy thì gửi vào đâu? Quả cáp gì mà nhiều thế? Mày chả biết nó thủng hay là bục nốt. Quả cáp nhiều thế? Quả cáp cái gì mà quả cáp? Em nói cái gì chập chờn anh còn chả nghe ra thế nào mà sao bảo là ai bảo mua cái nhiều cái khẩu trang này thế? À, khổ quá quên lại cái tưởng là khẩu trang trong kia. Thì khẩu trang này là các bà nhờ mua về để đi phân phát miễn phí. Ai Hy kiểu hiểu chưa? Mà dạo này những quán tạp hóa đây khan khẩu trang lắm, không mua được. Nhưng mà bầu cử thì liên quan gì đến anh mà gọi anh về làm cái gì nhỉ? À. Đang thì phụ vữ ở kia công ngày 300-400 nghìn đang thì ngon. Ai Hy đợt này có trong danh sách ứng cử để mọi người bầu lên chức thì... phó thôn đấy. À chẳng biết là thế nhưng mà liệu thì có được không? Dân người ta tín nhiệm nghỉ. Với lại các cấp lãnh đạo cũng để ý cho Ai Hy vào cái danh sách để ứng cử lên chức phó thôn. Thì Ai Hy cũng phải về để... phải nói là người ta bảo thế nào nhỉ? Không phải là đi... đi tiếp xúc cử tri. Đúng. Đấy, khổ. Nói nhiều nó lẫn hết lung tung hết rồi. Đây này, phục vụ con... 2 tháng rồi mà anh tích cóp được 2 chỉ đấy đấy. 2 tháng trời mà vàng bây giờ đang năm tu, thế công Ai Hy được tăng giả làm thêm cả đêm là phụ vương rồi thì đóng gạch cho người ta nữa, cái công nó mới được dôi ra thế chứ. Mà đang dịch bệnh như này sao Ai Hy không mang tiền mặt về để mình còn chi tiêu vào những cái ngày mà ở nhà thế cách ly đấy. Cái mồm của em thì chả nói là làm ăn phải chịu tích cóp một tí thì mua lấy mấy chỉ vàng mà để đấy. Nhưng mà cái lúc đấy là nó chưa bùng dịch, anh hiểu chưa? Bây giờ nó dịch rồi thì mình cần tiền mặt hơn vàng. Thôi được rồi, mua rồi thì bây giờ cứ để đấy. Thì đấy, xem cái này mà mang cho người ta đi. Cái này để chiều được các chị bên phụ nữ là anh... đi phân phát miễn phí. Nếu mà đợt này mà anh dính làm cái chức phó thôn thì liệu mình có nên làm lấy khoảng 20 mâm khao không nhỉ? Ai Hy bị hâm à? Người ta làm cán bộ huyện, cán bộ thành phố thì người ta còn mời các gọi là ban ngành đoàn thể. Mình đây phó thôn chỉ là... thì mình ra mắt họ hàng thì oai chứ. Không. Mày chăm... từ trước đến giờ gia đình nhà mình bên nội bên ngoại có ai nào được làm ông to bà lớn gì không? Đợt này tao làm ông to bà lớn rồi thì cũng phải cho nó mở mày mở mặt ra chứ. Mình chỉ là cái chân phụ để gọi là chạy ngược chạy xuôi cho cán bộ, cho trưởng thôn thôi. Gớm, được tín nhiệm làm cái chức phó thôn cũng đã là thành quả rồi. Xong mình phấn đấu xong đến khi ông trưởng thôn ông ấy lên ông ấy làm trưởng công an xã thì mình lại nhảy lên trưởng thôn kiểu như thế. Cái đấy thì tính sau đi, đi vào rửa giấy chân tay để ăn cơm. Tao còn... à mà, Ai Hy khai báo y tế chưa? Ừ đấy, tao cũng vội quá đi về thẳng nhà luôn.
mà lại còn chưa khai báo y tế, lại còn từ nãy giờ đứng gần vợ nói chuyện nữa cơ. Tôi chết rồi. Anh xin lỗi, anh đúng là bản quá, nhưng mà mong là nó không thế nào chứ. Thôi tốt nhất là ai rửa giấy chân tay, ăn tạm bát cơm xong đi khai báo y tế đi. Được rồi, thế thì em ấy đi. Bác sĩ ơi, có việc gì đây? Chào bác sĩ. Chào anh. Tôi mới đi làm xa về thì thấy mọi người nói là đi đâu làm xa nhà về là đến từ các vùng miền khác, mà khi trở về nhà là để tránh cái dịch bệnh nó lây lan rộng, thì đang trên cái công tác là dập thật mạnh để dịch nó không ra nữa, thì em sang em khai báo y tế. Anh tên là gì? Ahi. Tôi hỏi là họ tên đầy đủ của anh. Trời ơi, bác sĩ ạ, nãy là cái tên thường gọi tôi thích, thì bác sĩ hỏi là tên thì tôi chả bảo là Ahi. Tên đầy đủ là ở trong cái giấy khai sinh đấy à? Đúng rồi, trong cái giấy đó đấy. Vào. Anh có cầm theo không? Có nhớ tên mình không? Tên của mình thì không nhớ. Đố anh biết. Tôi hỏi cái họ tên đầy đủ của anh. Vâng. Đố anh biết. Họ tên anh là gì? Vâng, đấy. Đố anh biết. Tôi làm cái việc này của việc của nhà nước chứ không phải trò đùa của anh đâu mà. Tôi hỏi lại lần nữa, họ tên của anh thật tên là gì? Thì em bảo là đố anh biết mà. Tôi hỏi lại anh một lần nữa, tôi có phải là bố mẹ anh đâu mà tôi biết được họ tên của thật của anh. Không, bác sĩ không hiểu cái gì. Bác sĩ bảo là tên tôi là gì đúng không? Đúng họ rồi. Tên đầy đủ, tôi bảo là đố anh biết mà. Đây. Viết luôn vào cái chỗ. Viết luôn vào đây, tên của mình vào đây. Vào. Đờ ô đô ngã đố. Anh biết. Đấy. Cả tên, cả họ tên, cả tên đệm của tôi đấy. Anh phải nói là rõ là họ anh là tên là họ Đỗ, tên là anh biết. Chứ anh viết nói ngọng thế làm sao mà tôi biết được. Tôi nói ngọng, đâu mà nói ngọng. Tên đầy đủ của tôi là Đỗ anh biết. Thế còn gì nữa, đúng là bác sĩ thật. Thôi được rồi, ở vùng mình thì tạm thời là dịch bệnh nó cũng chưa bùng phát mạnh. Vâng. Thì anh cũng có gọi là đi làm xa về thì vâng. Đến đây để khai báo cái y tế để cho rõ sau vâng. Này còn tiện để còn chúng tôi còn theo dõi. Vâng. Thế là xong rồi gì bác sĩ? Rồi xong rồi. Vâng. Còn dịp này công nhận là khiếp quá. Thế nào mà cái món dịch bệnh nó cứ đi lại mãi nhỉ? Nó cứ rồi. Dịch mình càng dập nó lại càng ra là thế nào bác sĩ nhỉ? Về thì cứ ở yên tại nhà nhá. Vâng, cái này vùng dịch này xong rồi thì lại đi làm. Vâng thì tôi cũng tới đây là cũng giới thiệu bác sĩ là cũng chuẩn bị được vào cái ban cán sự của thôn, là tôi chuẩn bị nhậm chức, có khi là đạt được chỉ tiêu là tôi làm phó thôn đấy. Rồi, thế thì tốt quá. Vâng, đợt này thì tôi sẽ cố gắng làm tuyên truyền để cho bà con cũng biết. Đợt này mà tôi mà trúng cử cái phó thôn, tôi sẽ phải quyết tâm dập thật mạnh để cho dịch nó không ra nữa thì thôi bác sĩ ạ. Thôi em về đó. Mưa với gió. Em sáng ra lại đi đâu về đấy? Đi ra đến đầu cổng bảo là đi mua mớ rau về để nấu rau dưa cái gì không biết là cái thời gian này nó dịch bệnh nó kinh khủng lắm, mà đi đâu không có cái đeo cái khẩu trang vào. Em như thế là em đang đi bôi cho chất chấu vào cái công việc của anh đấy. Anh đang phấn đấu chuẩn bị lên làm trưởng thôn đấy biết không? Thì đợi nói hết đã. Là ra đến đầu cổng đừng nghĩ quên khẩu trang không đi về. Vợ chưa nói hết mà nói xa xả như vả vào mặt người ta. Thì chả thế à, tự nhiên về thấy cái vác cái mồm không về thì chả lo à. Thời buổi dịch bệnh nó đang thì hành hoành, đang thì diễn biến rất là phức tạp, mà đang thì rất là nguy hiểm. Thế nên là cả tháng nay có đi đâu đâu. Mà này, ai hy lại đi tuyên truyền à? Thì còn gì nữa, cái công việc này là trách nhiệm của anh là anh phải đi. Không thể nào không đi được, bởi vì là đến tận nhà
ra từng chốn, từng người để còn nhắc nhở và cho người ta ý thức được về cái dịch bệnh là nó nguy hiểm như thế nào. Muốn không cho dịch nó ra thì mình phải dập thật mạnh. Đúng đấy Ai Hi ạ. Mà thế Ai Hi đã rà soát được những hộ khẩu mà người ta vừa mới về ở thôn mình không? Thì đang đi đây để còn xem nó có hôm nay nó có cái gì thành phần nào ở xa mới về hay cái gì để còn bảo người ta đi khai báo y tế. Mà nghe nói ấy là vợ chồng thằng Phong Dê nó cũng vừa về đấy. Vợ chồng thằng Phong Dê á? Vợ chồng cái thằng hai cái vợ chồng thằng khốn mà nó như cái bánh đa nướng đấy á. Nó cong vênh nhìn thấy ai nó cũng khinh khỉnh đấy á. Thì đúng rồi. Mà Ai Hi có thấy lạ không? Bình thường á, nhà nó có công việc gì hoặc cuối tuần cũng có thấy nó về đâu. Chắc là đợt này mấy thanh nghĩ là nó về để chống dịch, để tránh dịch ấy. Thế thì không được. Thế thì phải xúc tiến ngay. Anh phải sang đấy để xem tình hình nó đã đi khai báo y tế chắc gì chưa. Mà nghe nói nó về từ thành phố. Mà thành phố thêm mấy ca mắc mới lắm rồi. Anh Hi đến đấy mà tuyên truyền. Bà nhà nó khai báo y tế cẩn thận vào. Mà về đây ấy thì tốt nhất là cứ bảo khoảng độ một tuần đừng có đi ra làng. Thì đấy, ít nhất là một tuần thế nào. Nó phải đủ cái quy định là đến từ vùng dịch về hoặc là nơi xa về là phải tự cách ly ở nhà. Ít nhất là nó cũng phải 21 đến 28 ngày. Mà thôi Ai Hi đi, không trời lại mưa đấy. Đấy này, như đợt này là nhớ đây nha. Em là vợ của anh thì đi đâu ra ngoài là cũng phải làm gương trước đã. Đấy, để cho người ta còn nhìn thấy là mình là người chấp hành. Thì lúc nào chả chấp hành mà lại qua cái cuộc bầu cử đại hội vừa rồi nữa. Thì mình làm cũng xuất sắc còn gì nữa. Dịp này anh đang thì vươn lên làm cố trưởng thôn. Ơ chết, sao Ai Hi sống sờ sờ đấy lại nói là làm cố trưởng thôn? Vớ vẩn. Nói... cố trưởng thôn là tao cố lên để làm trưởng thôn ấy. Sao lại nói văn tắt thế? Bởi vì là thật sự là cái chức trưởng thôn này là ai cũng thoái thác, làm nó vất vả, ai cũng bảo là cái chỉ có thổi tù và hàng tổng, nhưng không có cái hàng tổng đấy thì làm sao lãnh đạo được thôn xóm cho nó quy củ đúng không? Thì cho nó văn rồi. Minh, cho nó lịch sự đúng không? Thì bây giờ cái độ tuổi nhà Ai Hi ấy là mọi người phấn đấu làm ăn kinh tế cho gia đình nó phát triển. Chứ có ai muốn bỏ việc nhà ra đi làm việc gọi là việc thiên hạ đâu, thế đúng thì, không? Thế thì anh mới muốn nói là anh phải tâm huyết để cho cái sự tin cậy của bà con về mình. Đúng đấy, mà Ai Hi làm sao phải tuyên truyền như thế nào mà nếu như tương lai mà được lên làm trưởng thôn ý, thì phải tuyên truyền cho các anh em bỏ rượu đi. Ai Hi biết không, qua cái ngày bầu cử hôm qua ấy, tối về các bà đang kháo nhau thế này. Nếu như mà lấy chồng cũng có nhiệm kỳ 5 năm 1 ý, thì chắc chắn là nhiệm kỳ sau sẽ chọn chồng cho nó... Các bà vào thế nào nhỉ? Làm gì có cái chuyện gì lấy chồng mà có nhiệm kỳ thế để chết toi à? Một mình tao gánh nào được, cứ nhiệm kỳ 5 năm một cô vợ. Chết gì? Không, ý các bà nói là nếu như mà lấy chồng cũng có nhiệm kỳ 5 năm 1 ý, thì khóa sau là sẽ chọn được người chồng có đàng hoàng chín chắn hơn. Những cái thằng chồng nát được trước ý. Em buồn cười. Cái đấy là nó cũng là rơi vào một cái tệ nạn xã hội. Là cái đấy thì tất nhiên rồi. Uống phải biết chừng mực, uống phải giữ mình, uống phải chuẩn. Chứ nát phải có tổ chức, chứ không phải nát lung tung được. Em cứ yên tâm. Thế phấn đấu làm sao để dập được cái nạn rượu nữa. Đợt này anh mà lên được cái ghế trưởng thôn, vợ sẽ là vợ của trưởng thôn, hiểu không? Đúng. Mà thôi đi, không có mưa. Mà là nhằng em, anh sẽ cân nhắc lên làm chủ tịch hội phụ nữ thôn đấy. Nhưng mà nghe cũng vất vả đấy. Cũng không biết là một mình anh có làm lên non không. Bởi vì cái thử thách đầu tiên để anh thể hiện được mình và cái tâm huyết của mình là cái đợt dịch này anh sẽ cố gắng dập thật mạnh để dịch nó khỏi ra. Thôi đi, để vào còn nấu cơm. Nhanh lên, không có mà tranh thủ trưa người ta lại đi làm hết đấy. Thế thì nếu anh về muộn thì không phải để cơm cho anh đâu. Biết rồi. Có khi anh đi ăn quán luôn. Ây, gì?
dịch này quán người ta đóng cửa quên à? Không, anh quên. Anh tạt vào quán anh mua tạm gói mì tôm ăn thôi. Thế là còn được. Chào anh nhá, lâu quá không gặp nhờ. Vâng. Ở đâu mà lại túi chiếc ghê thế? Mà em bảo anh dựng xe giữa đường thì việc cái gì? Cả xóm này làm gì có ai có ô tô, có mình nhà mình thôi. Này, tôi vừa nhắc nhở cái chỗ mấy anh em nhà cô đấy. Đang thời gian dịch bệnh, tôi xin được thay lời dịch cho... ở đây đã có đâu mà cứ phải làm chuyện đi. Con đừng nói ngang ngược kiểu đấy nhá. Đừng có cậy các anh từ thành phố về mà xe nọ xe kia mà các anh coi thường ra đường, coi thường dịch bệnh, thế là không được. Thôi anh mén mén cho bạn tôi đi đi. Bây giờ là cả nước đang thì rất là tập trung vào công việc này dập dịch. Thì anh đi tập trung dập dịch đi, anh lo đứng đây anh nói chuyện liên thai liên thiên. Mà anh cứ ra đường là các anh chị như thế này, tôi mà báo an ninh là gõ cổ anh chị lại. Đi ra đường là phải đeo khẩu trang khẩu. Thì anh đứng cho bạn tôi đi hôm trước hết cả xe của anh ấy. Cả năm cả đời người ta mới lên đây chơi một lần. Mà anh vừa phải đó. Mà sao cứ phải ăn cơm nhà bác chủ vàng tổng thế nhỉ? Chưa nào về nhà nhá. Vậy nhá. Có anh về nhá. Không được tao mượn đấy. Rất là ngang ngướng. Nói không được. Tôi nói đây là tôi nhắc nhở để cho anh chị hiểu được là cái công tác mình là con người ở cái cộng đồng, phải sống theo cộng đồng. Giờ dịch bệnh đang rất nguy hiểm nên là các anh chị yêu cầu anh chị là đi đến sở y tế gần nhất lên trạm xá khai báo là anh chị từ đâu về đây. Hôm nay tôi bận rồi, mai tôi lên khai báo. Này bận không có thời gian. Tôi đi. Không thể ngày mai được. Đấy tôi nói nhá, đây là tôi là thay lời cho cười những anh, ban vận động. Cười rồi đấy. Và mà tuyên tôi truyền. Vừa mới về hôm qua. Hôm qua đúng ra là phải về đến nhà cái là phải theo cái nguyên tắc. Giờ là đến từ vùng nào về quê này để làm công việc gì? Từ Hà Nội thì về đây thì nhà đấy. Bố mẹ tôi ở đây tôi không được về à? Anh chị từ Hà Nội lại là cái chỗ là đã đang thì nằm trong khu vực dịch bệnh. Đấy là đang thì thôi. Chỗ tôi có dịch đâu? Không có dịch cũng phải giữ cái ý thức chung chứ. Nhưng mà ông làm cái gì mà ông cứ ra ông sàm sỡ sàm xí ở đây nhỉ? Tôi được sự tín nhiệm của trưởng thôn là tôi đi tuyên truyền. Đi tuyên truyền à, đấy. À, thấy mẹ bảo là mới lên chức phó trưởng thôn. Tôi kể cả không cần biết tôi là phó hay cái gì, tôi là dân thường. Nhưng mà tôi thấy cái sự coi thường về cái ý thức anh của anh chị. Anh là cán bộ thì anh đi tuyên truyền, dân thường anh tuyên truyền cái gì, anh có hiểu cái gì không anh tuyên truyền? Sao không hiểu? Thông tin đại chúng trên vô tuyến TV, đài, tôi báo. Tôi xem suốt rồi. Nào, thế anh nghe thông tin đại chúng là nói cái gì? Thì nói về dịch bệnh, bây giờ nó đã bùng phát nhiều. Biết là cái dịch bệnh. Tuyên truyền là tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền là cho nhưng mà ý thức người dân. Đã nói rồi là chỗ nào dịch bệnh thì cách ly, còn chỗ nào không dịch bệnh thì mình chỉ thì được đi, hạn chế đi lại thôi. Thì được đi tự do ra đường như thế này mà không khẩu trang, khẩu trước gì. Hạn chế đi lại, nhưng mà có anh, việc vẫn phải đi. Này, thì tôi nhưng hỏi mà... anh nhá, tôi đang ăn như thế này. Mà tôi đeo khẩu trang thì tôi ăn kiểu gì? Các anh chị thật sự là... đúng là vẫn cứ vinh như cái bánh đa nướng ngày nào. Thôi, coi thường. Tốt nhất là không phải nói chuyện đi em. Không phải chuyện. Mà trưa nắng thế này ở nhà mà ôm vợ đi. Ra ngoài đường làm gì nó chết nắng. Anh làm chuyện lắm. Thôi. Ra đường. Tôi sẽ cho các anh chị lên trên phường. Không thể để cái kiểu thái độ ngang ngược như thế này. Mà tưởng có oai. Có ô tô mà oai à? Bà đi nè nè cái ô tô của tôi ra nhá. Để
Thành ơi, mày Thành à, ra đây anh bảo đây. Thế nước đổ cả xe ra thế. Thế cuộc tuyên truyền hôm nay thế nào rồi? Thật đi được nhiều nhà chưa? Mà có kết quả gì không? Thật sự là rất nguy hiểm. Vợ chồng như này in như rằng. Nhưng mà nhà nào? Đấy, hai cái vợ chồng nhà bánh đa nướng ấy. Nhà... lại là nhà Phong à? Ừ. Nó ngang quái, nói một câu, nó cãi một câu. Nó không đến thực hiện. Nó rồi à? Gặp nó ở đi rong ruổi ngoài đường ấy. Thế là chả có một cái trang bị khẩu trang hoặc là cái phòng dịch gì cả. Nó lại còn nói xa xả anh. Em bây giờ em vào em dắt cái con bút đô ra đây. Nhưng mà sao lại dắt con chó ra? Em cứ dắt con chó ra đây. Giờ không thể nói với vợ chồng nó bằng lời được. Tí nữa nó về nó đi qua cổng nhà mình đây thì để anh có cách để hành động để cho nó hiểu được. Lạ nhỉ, tự nhiên lại đi vào dắt chó. Em cứ vào đây để anh cho nó đi tuyên truyền thì chắc là hiệu quả. Nhanh nhanh lên, nó sắp về đi qua đây rồi đấy. Thế nào cứ ho khụ khụ vậy thế? Thế nào mà đi bây giờ mới về? Anh ơi. Thế nào? Anh thấy mẹ sốt thế này. Sao nóng thế? Liệu em có phải bị Covid không anh? Thế triệu chứng thế nào? Có ho khan không? Có. Ho không thể có đờm. Em khó thở lắm. Sao? Thì thôi thì. Thôi bỏ chân đi, xem để đi khám. Mắng là đi khai báo y tế. Còn nếu mà nó dính thật thì chết. Nhưng mà em sợ thế bác. Đi khai báo y tế xong người ta còn chọc chọc cái gì ấy. Chọc thì bây giờ phải chịu chứ làm thế nào. Thôi, dậy. Dậy để đi khám. Em vẫn sợ. Sợ cái ở nhà bây giờ là chết ấy. Sợ cái gì, thôi dậy đi. Biết thế hôm nọ, vợ chồng mình nghe cái ông phó trưởng thôn đấy. Ông bảo là không được tụ tập mới lại đeo khẩu trang khi ra ngoài. Thì có phải không, mà cũng tại anh ấy. Tự tại nhiên gì rủ tại, đống tại với ông về. Tại anh nghĩ là mình lại có dịch như thế. Thôi, nhanh lên để đi khám, không còn lúc nó phát ra rồi không chữa được đâu. Mày quá. Mà từ lúc... mày là không được gì đấy. Từ lúc kiểm tra xong em thấy người khỏe hơn hẳn. Thì uống thuốc vào nó cho khỏi. Chắc là tại hôm qua uống nhiều nước đá quá. Thảo nào vừa mới khám cái. Bác sĩ mở ra, bác sĩ đã bảo là viêm họng A có đùng lên này. Thế nhưng mà bác sĩ cũng dặn rồi. Bây giờ dịch bệnh nó nhiều, tuy ở trên mình chưa bị nhưng mà thôi cũng hạn chế có đi lại, mà đi ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang rồi. Không mà chết rồi. Chả thế thế nào. Tự nhiên lúc em nằm đấy em tưởng em bị Covid mà em thấy hối hận kinh khủng ấy. Nghe lời bác trưởng, bác chưa phải trưởng thôn nhỉ? Ông ấy là phó trưởng thôn đúng không? Đấy, thì có phải là đỡ không? Mà đúng hả? Người ta bảo là đến lúc mà gần cái cửa tử rồi thì mới thấy là cuộc sống nó có ý nghĩa như thế nào anh ạ? Anh còn lo toát cả mồ hôi. Thôi, hay là ở nhà mình cũng đeo khẩu trang. Ở nhà thì không phải đeo, lúc nào tiếp xúc với người khác cũng phải đeo. Mà anh nghĩ là khả năng để anh lên nhà bác phó trưởng thôn xin lỗi bác câu, hôm qua mình mới về quê đi cùng khác về mà khẩu trang không đeo mà nói không phải bác ý. Mà đúng đấy, em nghĩ cũng thế, đáng nhẽ mình phải khai báo y tế anh ạ. Mà không nên tụ tập. Thôi, ở nhà thì anh lên gặp bác đi. Thôi em vào nằm tí đây.